Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thế Anh Đưa Đe. Trong video chia sẻ hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đến với kèo Claim Token Racine Allow Acai. Với dự án này thì anh em sẽ có cơ hội nhận được NFT với việc em chỉ cần mời từ một người thôi, rất đơn giản thôi. Ở đây thì các bạn sẽ tham gia một cách là nếu như các bạn chưa tài khoản thì các bạn thì đăng ký tài khoản Binance, sau đó thì các bạn sẽ vào link ra claim hoặc là các bạn vào link trực tiếp cũng được. Đấy, yêu cầu là anh em sẽ cần phải có mời được một người, ít nhất là một người để anh em có đủ điều kiện ra claim nhé. Cái điều kiện này thì mình nghĩ không hề khó anh em nhé. Đấy. Rồi và phía dưới đây thì các bạn sẽ có các nhiệm vụ, đó là link tài khoản các thứ. Đây chúng ta sẽ có nhiệm vụ link tài khoản, nhiệm vụ tuyển rep và các bạn sẽ nhận được point. Cái này thì mình cũng chưa rõ là cái point này nó sẽ có ý nghĩa gì, nhưng mà trước tiên chúng ta hãy cùng nhau claim cái NFT này đã. Điều kiện cũng rất là dễ anh em nhé, chúng ta cố gắng ta tham gia. Ở đây thì có phần PayPal, PayPal để mình sẽ đọc xem nào. Đây. Lợi ích đây anh em này. Nói chung là sau này người ta có thể bán ở ban CNFT nữa, các bạn cũng nên là chúng ta đăng ký để ra claim cái NFT này. Mình sẽ ghi đầy đủ những cái phần hướng dẫn cho anh em. Đấy. Nói chung là các bạn sẽ cần phải có hai phần. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ claim NFT, phần hai là chúng ta sẽ tương tác ở trên trang chủ của cái NFT fan token này. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn trong video tiếp theo.